thấy rất là hồi hộp. Không biết là hôm nay sẽ có những cái kiến nghị nào thú vị và hấp dẫn đến chào đón team của tụi mình. Còn mình thì cảm thấy rất là tò mò xem là hôm nay tụi mình sẽ được giao lưu với trường nào và được đấu với những bạn mới nào, vì đây cũng là một môi trường rất là hay để tụi mình có cơ hội được rèn luyện cái kỹ năng tranh diện của mình. Đây là lần đầu tiên đội của The Mix Debate Club tụi mình có đại diện để thi UDC, cho nên là tụi mình thấy vừa lạ mà cũng vừa vui, hy vọng là tụi mình sẽ làm hết sức. Thấy vui nhưng mà vẫn vui, sẽ enjoy hết mình với mọi người. Bọn mình thì cảm thấy rằng bọn mình cũng đã làm tốt nhất cho cái perform của chúng mình và rất là bất ngờ với cái cả chiến lược cũng như là cái perform của đối thủ của chúng mình. Bản thân kiến nghị vui, với lại lúc mà đấu cùng nhau thì khá là vui nên là nhìn chung là vui. Đồng thời hôm nay cũng là sinh nhật của bạn ấy, xin chúc mừng bạn Hiếu Bảo Châu. Thank you.